Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Viên 668 xin kính chào quý khách. Cây xanh luôn đóng vai trò quan trọng giúp các công trình trở nên thẩm mỹ, tô điểm không gian để tạo nên sự cân bằng trong các bản thiết kế. Là nơi hội tụ đội ngũ yêu cây cảnh, cây công trình bóng mát, cảnh quan sân vườn, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Viên 668 luôn mong muốn mang đến cho khách hàng một không gian đẹp, thoải mái và trong lành. Chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng các loại cây cảnh, cây công trình, cây bóng mát tiêu biểu như thông, tùng, sim, long não, giáng hương, ban Tây Bắc, Osaka, bàng Đài Loan, sao đen, lát hoa. Ngoài ra, Thành Viên 668 còn cung cấp dịch vụ đi kèm như tư vấn, thiết kế thi công tiểu cảnh, non bộ sân vườn, hồ cá koi. Với đội ngũ nhân viên làm việc với lòng yêu nghề và tâm huyết, chúng tôi đã không ngừng đổi mới, phát triển, nhanh chóng khẳng định được thương hiệu là một cơ sở cung cấp, thiết kế, thi công, chăm sóc cây cảnh, cây công trình uy tín và phong cách phục vụ của riêng mình. Cây xanh công trình tại đây được ươm giống và nhân rộng, khai thác theo đơn đặt hàng và cung cấp thường xuyên cho các công trình. Với vườn ươm rộng nhiều hecta tại Hải Dương, chắc chắn sẽ đảm bảo yêu cầu về chủng loại và số lượng cây theo yêu cầu của khách hàng. Hãy đến với Thành Viên 668, quý khách hàng sẽ nhận được những sản phẩm, công trình thẩm mỹ có chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý và dịch vụ chu đáo. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0977 366 135, địa chỉ khu Phú Lợi, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Hân hạnh đồng hành cùng quý khách gần xa.